Hello mọi người. Hôm nay mình mới đi làm về cuối tuần. Lục tủ lạnh thì không có còn cái gì hết, chỉ còn một con tôm hùm. Thì mình cũng định đói bụng nên mình định làm mì gói với con tôm hùm nó ăn. Không thôi bây giờ đâu còn gì đâu. Thì các bạn coi nè, đây con tôm hùm của mình nè. Đó, mình có một con tôm hùm còn sót lại trong tủ lạnh. Mới mua hôm qua thì con này nó không có to lắm, nó vừa đủ để cho mình ăn một cái tô mì gói nhỏ nhỏ xíu thôi. Đó, bây giờ mình bắt đầu nấu. Không thôi bây giờ mình đói đói bụng quá trời luôn. Ok, đó các bạn thấy con tôm hùm cái số nó tội chưa, hai con mắt, hai cái râu, hai cái càng, nó không có biết là nó chuẩn bị vô nằm vô cái tô mì gói thương yêu của mình. Bây giờ trước khi mình nấu thì mình rửa con tôm hùm nghe các bạn. Mày mày mình rửa cho nó sạch. Con này nó đang ngủ nên nó không có giúp chích được. Đó, mình rửa cho nó sạch để mình sẽ lấy cái, khi mình rửa con tôm hùm á thì khi mình luộc nó lên á, mình sẽ lấy cái nước luộc tôm hùm rồi mình dùng nước đó mình làm nước cho cái gói mì gói của mình. Đấy, tôm hùm xong nằm nó dịa. Thì bên này các bạn có thể bắt, bên này mình sẽ bắt một nồi nước nước sôi, mình đã bắt sẵn rồi tại vì mình đói mình bắt sẵn nước sôi để mình luộc con tôm hùm. Bây giờ mình chờ nó sôi á thì mình sẽ bỏ con tôm hùm vô cho nó nằm đây, đây cho tôm hùm nó nằm đây. Nước đã sôi, bây giờ mình bỏ con tôm hùm vô nha. Đó, mình để vô mình luộc. Rồi, mình sẽ đậy nắp lại, mình luộc khoảng 2-3 phút gì đó, 2-3 phút thôi xong nó chín thì mình lấy ra, mình lấy cái nước tôm hùm mình bỏ vào tô mì gói. Đây là gói mì gói, mấy mỗi gói này là của Thái Lan. Thì mình sẽ mở gói mì gói này ra. Mình bỏ vô cái tô. Rồi đây có hai gói này, hai gói gia vị này. Nhưng chút nữa tại vì mình sẽ dùng nước tôm hùm mình làm mì gói nên mình không thích ăn cái này chua quá nên mình sẽ bỏ một ít gia vị thôi, mình không có bỏ nhiều. Nếu mà mình bỏ ít vô mình thấy nó hơi lạ thì mình bỏ thêm, còn mình bỏ nhiều quá mình sợ nó mặn á thì nó không có ngon. Đây, các bạn, mình có cắt sẵn hành lá với hành trắng này. Rồi, gia vị vô này. Đó. Xong. Mình đây mình có sẵn một làm sẵn một cái chén muối tiêu chanh ớt với lại lá chanh nhìn rất là ngon. Lobster đang sôi. Mình cho nó sôi khoảng một tí nữa rồi mình lấy ra. Đó, nằm trong này này. Con lobster này mình hạ nhỏ lửa lại một tí nha. Đó, rồi cho nó cứ sôi đi. Mày á mày, qua hai cái râu của nó dễ thương như này. Wow. Ừ.
thơm quá. Đáng lý á, mình chỉ cần đóng cái nắp xoong lại thôi, mình để cho nó chín, nhưng mà mình cái tay mình nó ngứa ngứa, mình muốn quậy, mình không bao giờ để đứng kia, mình cũng muốn phá nó vậy á. Đó, mình cứ trở lui trở lại vậy nè. Đó. Các bạn biết không, mì gói á, thường thường á mình bỏ nước sôi vô thôi rồi mình nấu, nhưng mà lần này mình muốn ăn, mình làm cho lạ lạ, nó là lạ coi, mình ăn với con tôm hùm này coi thử mì gói nó ngon hơn không, hay là cái con tôm hùm nó ngon hơn. Nhưng mình chắc chắn một cái là cái mì gói nó ngon hơn tôm hùm. Đó. Bây giờ gần sôi đây nè, bây giờ mình lấy ra nè, lấy ra nó gì vậy? À. Nóng. Nóng quá. Đó, ra đây này. Rồi. Tôm hùm qua đây. Nước sôi. Nước tôm hùm sôi xong, mình sẽ đổ vô mì gói. Đó, phải. Rồi mình sẽ mình cho hành lá vô luôn đi hả? Mình muốn ăn nó chín chín một tí. Cho hết luôn đi. Rồi. Rồi mình đẩy lại. Mình sẽ chờ nó chín xong, mình sẽ bỏ con tôm hùm vô để ăn. Ngon lắm. Đói. Quá đói luôn. Mình sẽ lấy một cái ớt. Kéo. Mình rất là thích ăn cay nên mình sẽ cắt ớt vô, nhìn cái nó hấp dẫn. Người quay phim, bạn có thể quay cái xác cái này được không? Mình cứ đẩy thêm. Mình cho cái này khoảng nấu nó khoảng 2 phút là mình để nó chín. Rồi, tôm hùm với lại mì gói đã chín, mình bỏ vào trong cái tô. Bây giờ mình sẽ ra ăn. Ok, let's go. Rồi, bây giờ đói quá rồi, bây giờ mình ăn nha. Đây là cái tô mì gói của mình. Bây giờ mình ăn thì mình lấy cái con tôm hùm ra. Mình sẽ bỏ cái dĩa này. Đó. Còn đây là cái mì gói của mình. Nó chín rồi nè. Nhìn rất là ngon. Ăn tô mì gói mình có cái chai nước Gatorade. Cái nước này là giống như nước tăng lực vậy á. Mình uống vô thì người nào mà chơi thể thao á, uống vô thì mau lại thể lực lắm, nó hồi phục thể lực rất khỏe. Nên mình cái này là bằng cam, mình uống thử nha. Rất là ngon. Mì gói, tôm, có muối nè,
mình thử có thử mì gói này nó các bạn thấy ớt này mình thử có thử nó ngon à. Wow, ngon dã man. Mì gói này mình làm bằng cái nước tôm hùm á nên cái nước nó thơm nó ngọt, mình không có cần bỏ nhiều gia vị từ cái tô từ cái bao mì gói, nhưng mà cái nước nó rất là ngon với rất là thơm. Ăn miếng. Cay dã man. Miếng ớt rất là cay. Ăn miếng ạ. Quá cay. Cơ quá. Bây giờ mình bẻ cái càng tôm hùm ra đi. Bẻ cái càng ra. Cái đầu nó nè, lật cái đầu ra. Wow, rất là nhiều trứng. Thôi bắt cái vỏ ra, cứng quá, cái vỏ rất là cứng. Đó. Các bạn coi nè, trứng ngon như này, mình lấy miếng trứng nha, coi nè trứng, em bỏ focus đi, chấm một miếng. Trứng rất là ngon. Con này là con hình như con cái á. Trứng con nào con nấy to, miếng nào miếng nấy to như này. Trứng nó rất là ngọt. Đây, trứng thêm nè, mình ăn trứng hết luôn nha. Mình ăn trứng không ngon à. Ăn miếng ngon quá. Các bạn biết sao không, cái ăn mì gói á với cái con tôm hùm này á thì nó rất là chất lượng, mà mình thì lâu lâu mình ăn lần thôi chứ ăn nhiều chất quá không có tốt, nên một năm mình ăn mì gói này cỡ 1-2 lần thôi, tại vì thực ra cái con này nó không có tốt cho mình lắm nên mình không ăn nhiều, mình ăn ít ít thôi. Còn người nào ăn nhiều á thì người ta cứ cứ ăn đi, còn mình thì ăn ít thôi. Đây, cái đuôi mình bỏ vào cái này nha. Con này nó cứng nữa. Đó. Nhìn nó to vậy chứ cái đuôi các bạn này, nhìn nó to vậy chứ cái đuôi nó ít lắm, thịt nó không có nhiều đó. Còn còn đây nè, mình ăn hết à. Con tôm hùm này mắc mà nên mình có chỗ nào có thịt là mình ăn, không thôi uổng lắm. Cái đuôi thấy vậy chứ nó cũng nhiều thịt lắm đó. Cũng được một miếng nè đó. Nè, các bạn thấy không? Đó, mình moi moi ra cũng được một miếng nè. Cái này. Đó, rồi mình chấm. Thịt nó dai, nó giòn. Nó thơm. Đó. Bây giờ mình cho vào đây đi. Mình cho cái đuôi này vào đây để chúng mình ăn miếng mì gói, còn cái này thì mình ăn mình chấm. Nóng quá nóng. Nóng quá. Đó. Bây giờ mình xé ra. Mình xé ra nha. Mình chấm vô cái này. Cái ngày đi làm mệt mỏi về ăn cái này hết mệt rồi. Các bạn thấy mì không? Thơm mì không?
mình bỏ một cái muỗng này, mình bỏ mì vô muỗng này, rồi mình cho miếng ớt ở trên đó, mình cho miếng hành nó lên đó, thấy chưa, cho miếng hành trắng nè. Rồi các bạn biết cái bước tiếp theo là làm gì không? Bỏ vào miệng. Đó. Đây là miếng tôm hùm. Đuôi. Mình ăn cái đuôi nó trước, tại vì cái đuôi nó nhiều thịt, mình để nó lâu á thì người khác ăn, nên mình phải ăn cái đuôi trước. Rất là ngọt. Các bạn thấy nè. Đó. Thịt nó nhiều sơ chưa? Uống miếng nước.